Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá mít Thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít sáng hôm nay thì giá giảm so với ngày hôm qua nha quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Tình hình giá mít sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đầu tiên là ở khu vực Vĩnh Long thì kem nhất là 12, kem nhì là 6, giá mít kem 3 là 4. Khu vực Cần Thơ thì kem nhất là 12, kem nhì là 6, giá mít kem 3 là 4. Khu vực Đồng Tháp thì kem nhất dao động từ 12 đến 13, kem nhì là 7, giá mít kem 3 là 4. Ở khu vực An Giang thì kem nhất dao động từ 12 đến 13, kem nhì là 7, giá mít kem 3 là 4. Giá mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp thì thương lái đang mua với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Còn ở khu vực Hậu Giang thì kem nhất là 12, kem nhì là 6, giá mít kem 3 là 4. Ở khu vực Sóc Trăng thì kem nhất là 12, kem nhì là 6, giá mít kem 3 là 4. Ở khu vực Trà Vinh thì kem nhất dao động từ 12, kem nhì là 6, giá mít kem 3 là 4. Ở khu vực Long An thì kem nhất dao động từ 12 đến 13, kem nhì là 7, giá mít kem 3 là 4. Khu vực Tiền Giang thì kem nhất là 13, kem nhì là 7, giá mít kem 3 là 5. Mít chợ hiện nay khu vực Tiền Giang thì thương lái cũng đang mua với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, cho khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn khu vực Đồng Nai thì kem nhất là 10, kem nhì là 5, và mít kem 3 dao động từ 3 đến 4. Khu vực Bình Dương thì kem nhất là 10, kem nhì là 5, và mít kem 3 dao động từ 3.000 đến 4.000. Khu vực Đồng Nai thì kem nhất là 10, kem nhì là 5, và mít kem 3 dao động từ 3.000 đến 4.000. Khu vực Vũng Tàu thì kem nhất là 10, kem nhì là 5, và mít kem 3 dao động từ 3.000 đến 4.000. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với mức giá động từ 2.500 đồng một ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên, hiện nay thì kem nhất là 9, kem nhì là 5 và mít kem 3 dao động từ 3 đến 4. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với mức giá động từ 2.000.